Ê, anh hỏi, anh vừa đọc cái bài ở trên một cái trang mạng xã hội thì có nói rằng là có người đổi từ iPhone 15 Pro sang iPhone 16 mà bị người ta chửi sấp mặt. Thế thì mày mày đang dùng 15 Pro đúng không? 15 Pro. iPhone 16 mày cầm rồi. Ui. Nhưng mày có định đổi lên iPhone 16 không? Không ạ. Tại sao? Tại vì em thấy nói chung là nó không đáng đổi lắm. Đây, anh em mình sẽ cùng nhau phân tích cái bài viết này. Thì trong đó có rất nhiều comment người ta chê là lên iPhone 16 không có màn 120Hz, được mỗi cái camera ngon hơn, có nút camera còn á, nhưng camera chắc ngon hơn, bây giờ phải so mới biết chứ. Đúng rồi. Đây, bọn mình sẽ so là iPhone 16 và 15 Pro để xem là lựa chọn giữa hai con này thì các bạn nên chọn máy nào nhá. Chứ bài kia thấy bị chửi kinh quá. Rồi, đầu tiên nhá, so qua một chút cho các bạn thì thực ra ấy, con iPhone 15 Pro này cầm không sướng mà iPhone 16, đúng không? Cái iPhone 15 Pro này là nặng 187g, con này 170g bởi vì viền con này là nó làm titan rồi. Con này là nhôm. Con này là nhôm, nên mà độ hoàn thiện thì chắc chắn rơi thử cái. Ui, thế thôi. Phải thử mới biết titan bền hay không. Cả hai con này đều kháng nước là IP68 là giống nhau. Và cái mặt kính thì con iPhone 16 có một cái hơn nữa là nó là kính cực lực Ceramic Shield thế hệ thứ 2 của năm 2024. Con này vẫn là Ceramic Shield cũ. Khoan, thằng này dùng OLED display à? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà đã bị ám suốt bao nhiêu thời gian dùng, đã bị hiện tượng là ám lại hình ảnh hay gì chưa? Em thì chưa thấy có bị hiện tượng ám lại. Vẫn dùng OLED từ đầu luôn, nhưng mà không bị hiện tượng ám. Thế là được bao lâu rồi? Được một năm chưa? 3 tháng ạ. Rồi, từ mua từ đầu. Thì con này sẽ không có màn hình OLED display. Dòng thường là sẽ hoàn toàn không có. Và như cái câu chuyện là 120Hz thì em cũng đã dùng những cái máy 60Hz như iPhone 16 rồi, em thấy có sự khác biệt lớn không? Thực ra là nếu như mà dùng quen ấy thì em thấy nó không có sự khác biệt. Nhưng mà nếu như mà chuyển từ một con ví dụ như 120Hz này, xong bây giờ cầm một con 60Hz này dùng ấy, thì những cái cảm quan đầu tiên nó sẽ có một cái độ hơi lác lác một chút. Nó không phải là lác theo kiểu là nó bị yếu đâu, mà là do cái phần cứng về mặt phần mềm ấy, phần cứng về mặt màn hình ấy, nó kiểu 60Hz nên là đương nhiên nó sẽ lác hơn rồi. Đây, vô vô nó sẽ cảm nhận rõ ràng luôn. Đấy, thế nên đây là một trong những cái mà mình thấy là bị chửi nhiều nhất trong cái bài viết đó là kêu là đổi sang iPhone mà từ 15 Pro sang 16 là chỉ có thụt lùi. Thì mình hoàn toàn đồng ý với mọi người là đặc biệt với số tiền này chúng ta bỏ ra thì không phải nhỏ, mà lại màn hình vẫn là 60Hz, nên đây là một cái điểm trừ mà mình cho rằng là cái iPhone 16 chỉ phù hợp với người dùng cơ bản thôi. Các anh em đã đang xem video này, anh em đã biết về công nghệ trải nghiệm rồi thì khó bỏ qua được. Ê, nhưng mà khoan, nói về giá của 15 Pro bây giờ vẫn cao đấy, 24.890.000 mấy shop đăng này. Uầy, con đấy mày mua bao nhiêu? Con này em mua không, em dùng lâu rồi, nhưng mà đâu đấy cái hồi mới mua là nó khoảng tầm 26. Rồi, con iPhone 16 128GB là giá 21.990. Như vậy là hai con này giá lại chênh nhau từ đầu thì trải nghiệm nó sẽ khác nhau. À nhưng mà khoan, giá này chưa phải giá cuối anh em, bởi vì là đang còn ưu đãi mức giá. Nếu mà con iPhone 16 mà đi kèm khuyến mại là chỉ từ 17.990. Ưu đãi thanh toán Techcombank là 1.6 triệu, thu cũ đổi mới là 2.4 triệu và trả góp là 0%. Đây là đại lý ủy quyền chính thức và họ có cả trung tâm bảo hành chính hãng của Apple với 50 cửa hàng trên toàn quốc, nên anh em mua ở đây thì yên tâm về dịch vụ bảo hành rồi. Ok, bây giờ sẽ quay trở lại là tranh nhau giá thế thì hợp lý rồi còn gì nữa, là con này phải màn hình là ngon hơn. Nhưng mà hiệu năng thì sao? Lần trước Khôi Ngọng test thì hiệu năng con nào ngon hơn? Hiệu năng con này ngon hơn, con này đúng, ngon hơn rõ luôn. Đúng, chính xác, iPhone 16 hiệu năng lại ngon hơn. Con này sử dụng là chip chúng ta là Apple A18 và con này dựa trên tiến trình là 3 nanomet. Và con kia A17 Pro thì cũng là 3 nanomet nhưng mà nó lại yếu hơn chúng ta, bởi vì các bạn nhìn này, cái xung nhịp của cái con A18 đã là 4GHz so với con này chỉ là 3.78GHz, và ngay cả như là cái tốc độ về xử lý GPU nhá. Mặc dù đến con iPhone 15 Pro là 6 nhân GPU, con A18 chỉ là 5 nhân GPU nhưng mà hỗ trợ ray tracing của nó thì lại tốt hơn. Đấy, nên thành ra là nếu mà chơi game về hiệu năng thì là con iPhone 16 là ngon hơn. Nhưng mà không phải theo kiểu là một trời một vực đúng không? Nó cũng chỉ là chênh nhau một chút thôi. Đúng tại rồi. Vì rõ ràng là hai con này nó cũng khá mạnh trong thời điểm hiện tại rồi. Nó chỉ chênh được khoảng 15-20%. Nên mình nghĩ là hiệu năng, nếu mà các bạn thực sự tất nhiên là mua một cái máy mới, iPhone 16 là sự lựa chọn hơn. Nhưng mà xét về cái việc đang dùng 15 Pro thì đây không phải là lý do để nâng cấp. Mà nói về camera đi. Đây, camera của hai con này thì khá là khác nhau. Chúng ta đều sẽ có cảm biến chính là 48 megapixel. Tuy nhiên con iPhone 16 này sẽ có kích thước là f1.6 và cái kích thước của nó là 1/1.56 inch, trong khi con iPhone 15 Pro này là f của nó là 1.8, nên khả năng thu sáng của nó có thể là sẽ không bằng. Nhưng tuy nhiên thì nó có ống kính telephoto, trong khi đấy thì con iPhone 16 chỉ có zoom kỹ thuật số 2x mà thôi. Và ở đây thì các bạn vừa nhìn thấy là một số tấm hình mà mình đã chụp, thì Dũng và mình đã test thì em nhận xét là ảnh nhìn chung như nào? À, bọn mình chỉ test trong điều kiện thiếu sáng thôi, bởi vì như thế này là dễ phân biệt nhất. Thực ra nếu mà những cái tấm mà anh em mình chụp trong nhà mà hơi thiếu sáng thì cảm giác là chưa khác biệt lắm đúng không? Đúng rồi, em thấy là cũng không khác lắm, tại vì
thì có những lúc nhá, ví dụ như có tấm này này, là con iPhone 15 Pro nó bị xử lý cái ánh sáng ở phía đằng sau, nó bị hơi, nó bị cháy luôn ấy. Không biết là vì một lý do gì đó, nhưng mà so với iPhone 16 thì tấm này là kém hơn hẳn. Đây, như tấm là kém hơn hẳn luôn. Và nếu mà những cái tấm mà mình chụp trong điều kiện mà có đèn này thì gần như là không khác nhau nhiều lắm nhỉ? Cái khác nhất là em thấy nó sẽ về cái mức độ hơi ám màu một chút. Ví dụ như kiểu 15 Pro thì nhìn nó sẽ hơi ám vàng một tí vào người, vào tấm ảnh. Nói chung là gương mặt của mình này, đó. Đấy, trong khi đấy thì trong điều kiện mà khi chúng ta chụp trong rất thiếu sáng thì khả năng chụp xóa phông là con iPhone 16 thậm chí là nó còn không nhận được chụp xóa phông luôn. Bởi vì quá thiếu sáng, iPhone 15 Pro vẫn cố đấm ăn xôi. Tất nhiên là ảnh ra thì nó không đẹp, nó vừa noi rồi bị làm mất kính. Ví dụ như tấm này đi, thì với con iPhone 16 em không biết vì một lý do gì đấy, mặc dù là khi mà giơ lên preview ấy thì cái hình khuôn lấy nét ấy, nó vẫn lấy nét ở mặt sếp, nhưng mà đến lúc ảnh thực ra ấy, thì nó lại nét vào cái ổ điện đằng sau này. Nó khó lấy nét. Nói chung là con iPhone 16 bọn mình đã thử nghiệm trong điều kiện chiếu sáng này là nó khá là khó lấy nét được so với iPhone 15, mặc dù nói chung là trên lý thuyết là nó có cải thiện hơn, nhưng mà xem ra là nếu các bạn ưu tiên về camera thì mình vẫn thích con iPhone 15 Pro hơn. Thì việc có tele này, đấy, rồi khả năng chụp thiếu sáng của nó. Bởi vì con iPhone 15 Pro nó sẽ có LiDAR hỗ trợ chụp ảnh đêm tốt hơn. Cũng hợp lý ạ. Hỗ trợ lấy nét. Lấy nét tốt hơn. Nó hỗ trợ lấy nét. Tại vì theo như em test được ấy, là cái con 16 này ấy, nó có một cái mức độ lấy nét từ, như là ảnh đang mở ấy, xong nó lấy nét dần vào chủ thể ấy, nó lấy nét rất chậm. Nghĩa là nó sẽ từ vào, chứ nó không thể nào nhanh vụt một phát giống như kiểu 15 Pro được. Các bạn thấy chưa? Thế nên không phải là cải thiện về camera, đây là được mỗi cái nút camera control. Cái nút này thì có người dùng và có người không thì bọn mình sẽ review kỹ hơn. Nhưng đại khái rằng là nó chỉ là một cái rất nhỏ, còn về chất lượng thì iPhone 15 Pro hơn này. Nó còn quay được cả video 10 bit HDR này, quay được ProRes này, thì con iPhone 16 đều không làm được. Thứ 16 hơn ở đây đó chính là các cái chế độ chụp về màu, thì nó sẽ có cho phép chúng ta là chỉnh các style màu và thay đổi được luôn. Trong khi đấy thì con iPhone 15 Pro thì sẽ không làm được cái điều này. Và đồng thời bên cạnh đấy nữa là chúng ta chụp xong chúng ta có thể chỉnh lại được. Nói chung chỉ hơn được hai cái, là một là phong cách ảnh và hai nữa là cái nút camera control. Còn lại thì mình đánh giá là cái iPhone 16 này thì camera không bằng, bao gồm cả cái tính năng của nó là cho phép chúng ta chỉnh gọi là audio mix, đúng không? Thì cái iPhone 16 cũng là một tính năng bổ sung. Cái xét về phần cứng và trải nghiệm, chất lượng chụp hình bình thường thì iPhone 15 Pro bọn mình vẫn đánh giá cao hơn. Rồi, mình sẽ điểm qua một vài điểm khác nữa. iPhone 16 thì sẽ có Wi-Fi 7 này, con 15 Pro dừng ở 6E. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ đều có USB Type-C. Tuy nhiên thì con iPhone 15 Pro thì sẽ là USB Type-C là 3.2, còn con 16 chỉ là USB 2.0. Về dung lượng pin thì con iPhone 16 sẽ nhỉnh hơn, và tốc độ sạc thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh không dây là 25W. Và chúng ta sẽ sạc bình thường thì nó chỉ hôm trước test như iPhone 16, nói chung là cũng khác so với iPhone 15 Pro về tốc độ quái đâu. Tốc độ sạc là gần như là cũng giống nhau. Nói chung là sạc dây nó vẫn thế. Ừ, sạc dây thì vẫn thế, không có chênh lệch nhiều. Và thời lượng pin thì chắc chắn là iPhone 16 cũng sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn so với iPhone 15 Pro một chút, cũng không phải là nhiều. Thế nên mà bảo sao cái bài kia là bị ăn gạch đá nhỉ? Vâng. Là tức nghĩa là nếu mà đang ở 15 Pro đổi sang 16 sẽ là sự cải lùi về màn hình này. Về camera thì cũng sẽ là không ngon bằng. Cái đánh đổi ở đây là chúng ta sẽ có được các tính năng liên quan đến camera vui vẻ mới. Có một thiết kế mới với cụm camera màu sắc, rồi sạc không dây nhanh hơn. Với lại một tí về hiệu năng. Về còn cái màn hình của nó có một cái hay nữa là giảm xuống thấp nhất là 1 nit. Chúng ta dùng buổi tối đỡ bị mỏi mắt, tiện hơn cho anh em nào kiểu hay sống về đêm. Thì tóm gọn lại là chỉ có một vài điểm khác biệt, và đặc biệt là số tiền 15 Pro các bạn bỏ ra thì cũng sẽ phải là cao hơn nếu mà xét dựa trên máy mới, không tính máy cũ. Máy cũ thì chắc chắn là phải mua rẻ hơn rồi. Hay thì mọi người nghĩ sao? Bọn mình cũng đồng tình với câu chuyện, với ý kiến của các bạn dưới bài viết là tốt nhất là iPhone 15 Pro thì không lý do gì mà phải nâng lên 16, trừ khi các bạn là rất nhiều tiền thì các bạn nâng thì lên hẳn iPhone 16 Pro nó sẽ đáng giá. Hoặc lên 16 Pro Max. Đúng rồi. Còn lại là nếu bằng phân vân giữa hai con này thì là mình sẽ chọn iPhone 15 Pro thay vì là iPhone 16. Còn các bạn mà không cảm thấy cần ở tần số quét vì hiệu năng camera thì bình thường thì 16 là đủ rồi. Hợp lý chưa? Hợp lý rồi. Thế thì sao mày đang ngồi đùi tao, để tao đứng dậy nhé. Đâu? Rồi. Các bạn biết chúng tôi like, share, bè, hẹn các bạn ở các video sau. Thằng này thì cắt tóc đi, không cắt tóc xong phải đội mũ lên video rồi, trông đần thật. Nhìn này, thấy không? Cắt thì không cắt, tao đội lên như nhau mà. Chả khác gì. Con hàng lại thích lừa không? Hey, survive,